Long rồng đỏ, ông trùm chịu chơi và đào hoa nhất giới giang hồ. Từ một võ sư trẻ tài năng, Long rồng đỏ đã từ bỏ nghiệp võ và quê hương để dẫn thân vào chốn giang hồ đào búa, để từ đó trở thành một đại ca thứ thiệt với độ chịu chơi và sát gái của mình. Hôm nay hãy cùng OV Đại Bàng tìm hiểu về tiểu sử của đại ca này nhé. Tiểu sử Long rồng đỏ Long rồng Đỏ tên thật là Nguyễn Ngọc Long, sinh năm 1977, quê Hải Phòng, ngụ phường Cam Thuận, thành phố Cam Danh, tỉnh Khánh Hòa. Có biệt danh Long Rồng Đỏ là do trên người bị cáo này có xăm một con rồng màu đỏ ba đầu dữ tợn. Long xuất thân trong một gia đình giàu có quê gốc ở thành phố Hải Phòng. Cha là một võ sư có tiếng sống tại thành phố Hồ Chí Minh, mẹ cư trú tại Hà Lan, em gái sống ở Bỉ. Từ nhỏ đến lớn, Long được sống đầy đủ, tiêu tiền không tiếc. Nhớ có ngoại hình đô con đẹp trai, lại đam mê võ nghệ từ nhỏ nên ở Long có nét giang hồ lãng tử, khiến nhiều cô gái xinh đẹp lao vào. Có năng khiếu về võ thuật, gia đình lại có điều kiện, nhưng Long không chuyên tâm làm ăn, học hành, mà lao vào ăn chơi lêu lỏng, rồi xa vào nghiện ngập. Đến tuổi trưởng thành, Long kết hôn với một cô gái xinh đẹp, đảm đang, quê ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Hai người có hai con chung, hiện đã khôn lớn. Sau khi đã có vợ con đề huề tại quê nhà, nhưng bản tính ham trời đã khiến Long cuồng chân lần nữa. Lúc này, đứa con trai đầu lòng mới lên 4 tuổi thì Long bỏ nhà ra đi. Bao nhiêu kỳ vọng của người cha già và thương nhớ của người vợ trẻ cũng không đủ sức kìm chân gã. Cha Long buồn bã nói, lúc nó lập gia đình, tuy đã có phần tu tỉnh nhưng vẫn còn giao du với đám bạn trước kia. Rồi một lần nghe nó bảo đi ra Bình Thuận chơi một chuyến, tôi không ngờ nó lại dính vào thứ mài thúy chết người ấy mà bỏ mặc vợ con. Lúc đó, tôi chỉ biết an ủi, động viên con dâu và chăm lo cho đứa cháu. Còn phần nó tôi đã không quản được nữa rồi Và ít ai ngờ được rằng Một võ sư trẻ tài năng như Long Lại trở thành đại ca buôn bán cái chết trắng khét tiếng như vậy Đến vùng đất mới Long thường xuyên giao du với những đối tượng bất hảo ở Bình Thuận Dần già Long biến thành một con nghiện Bị phụ thuộc vào nàng tiền nâu Long càng sốt ruột nghĩ cách kiếm tiền để cùng phụng nó với bản lĩnh võ thuật và sự gan lì của mình, Long bắt đầu có chút tiếng tăm. Tuy vậy, ham muốn của long không dừng lại ở đó để tạo thanh thế cho mình long đã tiến hành xăm một con rồng màu đỏ ở trước ngực và một con lân màu đỏ ở đằng sau hình xăm này thuộc dạng xăm chìm chỉ khi cạo gió và vỗ nhẹ thì hình con rồng màu đỏ mới nổi lên từ đó y có biệt danh là long rồng đỏ long dần quy tụ được nhiều đàn em sùng bái sẵn sàng tiền hô hậu ủng có sẵn lực lượng trong tay long dùng đỏ thiết lập băng nhóm do mình cầm đầu và từ đây y bắt đầu thực hiện những phi vụ làm ăn mờ ám và thỏa sức ăn trời trác táng người cha già không tránh khỏi những buồn rầu khi nói về quá khứ của con trai từ lúc ra đi rất lâu sau long mới quay trở về thăm gia đình những lần đó ông vô tình biết được con trai mình đã dính vào nghiện ngập nhưng đến lúc nhận ra thì đã quá muộn long như một con thiêu thân lao vào cạm bẫy mà người cha bất lực không có cách nào ngăn lại nhưng tuyệt nhiên, ông không hề biết Long đang là đại ca có số má, có chăng cũng chỉ là đứa con hàm chơi, chót xa vào nghiện ngập mà thôi. Trong thời gian này, với lực lượng anh em dưới trướng, Long đã thực hiện chót lọt những phi vụ buôn bán mai thúy ở các vũ trường, quán bar tại thành phố Phan Thiết, đồng thời băng nhóm của Long cũng kiêm luôn việc bảo kê vũ trường. Các địa điểm ăn chơi đập đá tại đây đều do nguồn hàng của Long Dùng Đỏ cung cấp. Vì thế đến năm 2012, Long Dùng Đỏ cùng đàn em đã trở thành những đối tượng sừng sỏ nhất trong giới mua bán hàng trắng và sử dụng mài thúy đá tại Bình Thuận. Long Dùng Đỏ còn biết đến với thành tích tiêu tiền. Ngoài khoản lợi nhuận thu được từ buôn mài thúy, Long còn được mẹ và em gái ở nước ngoài cung phụng. Thương con trai, mẹ của Long không tiếc con điều gì. Số tiền chu cấp hàng tháng từ trời Tây gửi về đủ để cho Long và đàn em ăn chơi chắc táng mà không cần làm lụng nhiều. Có dư thừa tiền mà không phải đổ công sức, Long dùng đỏ cùng đàn em suốt ngày đê mê trong những cuộc đập đá và những chuyến ăn chơi xuyên Việt. Nói về điều này, cha của Long trầm ngâm. Từ khi còn ở nhà, nó đã quen ăn chơi tiêu xài. Bây giờ thêm chơi hàng đá thì không biết bao nhiêu tiền cho đủ. Mẹ nó đâu có biết con trai mình lại trở nên hư hỏng như vậy. Nếu tôi biết trước thì đã ngăn cản mẹ nó rồi. Ngoài mai thúy và tiền bạc, Long mê gái đẹp. Sau 4 năm ở thành phố Phan Thiết, Long dùng đò nổi tiếng trong giới ăn chơi ở đất này. Được tung hô là đại ca, anh hai. Cũng tại thành phố nắng gió này, Long cặp kè với Bùi Thị Hương Giang, một cựu đại úy an ninh bị loại ngũ do có hành vi liên quan đến Mai Thúy. Do Long thường xuyên sử dụng Mai Thúy nên ngày 15 tháng 10 năm 2012, bị Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết buộc đi cai nghiện tại Trung tâm Cai nghiện tỉnh Bình Thuận. Ở trong trại, Long vẫn thể hiện bản lĩnh giang hồ bằng việc quy tụ các đàn em tôn xưng mình là đại ca và phục tùng tận tụy. Cuộc giải cứu như phim hành động Ngày 27 tháng 12 năm 2012, lợi dụng tường phòng cai nghiện mục, Long lén lấy ca múc nước, đào đường ngầm, trốn thoát ra ngoài, trở về sống công khai với cô bồ xinh đẹp Hương Giang mà lực lượng công an địa phương không hay biết. Mãi đến ngày 8 tháng 11 năm 2013, khi Long đến tận trụ sở công an thành phố Phan Thiết đòi lại chiếc laptop bị thu giữ trong một lần bị bắt quả tang sử dụng mai thúy, thì công an mới phát hiện và bắt giữ đại ca này. Đến chiều ngày 4 tháng 12 năm 2013, Biết tin chồng hờ bị bắt lại nên Bùi Thị Hương Giang mặc dù khi đó đang mang bầu nhưng vẫn cùng các đàn em là Trần Văn Việt, Nguyễn Văn Trung và Lê Hùng Phong lập kế hoạch tuôn bình xịt hơi cay, búa, dao bấm, kiếm vào trong trung tâm cai nghiện để cho Long rồng đỏ cùng cảnh và nhí ở bên trong tấn công bảo vệ, phá cửa cổng trốn ra bên ngoài. Đêm khuya mùng 8 tháng 12 năm 2013, Giang tiếp tục tổ chức thuê ô tô cùng đàn em dùng hung khí tấn công trung tâm cai nghiện, chém trọng thương bảo vệ của trung tâm cai nghiện để giải cứu lòng rồng đỏ. Hương Giang phân công cảnh đột nhập vào cắt ổ khóa, nhí theo hỗ trợ, số còn lại cảnh giới. Cảnh cắt khóa của trung tâm nhưng kìm bị gãy. Hương Giang bảo cảnh đột nhập vào bên trong quan sát lực lượng bảo vệ và nghe động tính. Đặng sĩ Thắng lái xe đi tìm mượn kìm cộng lực nhưng không mượn được Nhí lượn được tuyếp sắt gắn vào cán kìm thấy vừa nên cả nhóm quay lại trung tâm. Hương Giang bảo Việt, Nhí, Sang cùng vào bên trong hỗ trợ cảnh cắt được ổ khóa. Tiếp đó Việt cầm kim đến phòng kỷ luật cắt khóa cửa. Cảnh cầm dao đưa vào cổ bảo vệ Nguyễn Ngọc Sa yêu cầu đưa chìa khóa để mở cửa phòng kỷ luật giải thoát cho Long Rồng Đỏ. Anh Sa bỏ chạy liền bị cảnh chém trúng hồng trái. Nhí cầm kiếm cùng Sang đứng canh nếu có bảo vệ nào khác đến thì cắt tiết. Sau khi đưa Long Rồng Đỏ ra khỏi trung tâm, Giang Bảo Thắng lái xe chở cả nhóm giao huyện Bắc Bình ăn uống rồi trở về lại thành phố Phan Thiết và trả tiền thuê xe 700.000 đồng. Cuộc giải cứu kịch tính như phim hành động diễn ra trong khoảng 15 phút. Sau khi thoát khỏi trại cai nghiện, biết không thể trốn tránh pháp luật nên Long Rồng Đỏ và đàn em đã ra đầu thú. Tại phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, Long Rồng Đỏ trình bày lý do trốn trại cai nghiện ra ngoài chỉ vì muốn về thăm bà ngoại bị cáo long không thừa nhận việc tổ chức đàn em giải cứu mình các đàn em đều khai rằng hành động mang hung khí và tổ chức tấn công trại cai nghiện là hoàn toàn tự nguyện không ai sai bảo các bị cáo cũng nhìn nhận hành vi của mình là sai trái cho rằng nhận thức và thiếu hiểu biết nên mới phạm tội riêng long rồng đỏ vẫn ngoan cố cho rằng việc khoét vách trốn trại đập phá cửa và tấn công bảo vệ trung tâm cai nghiện là bình thường hương giang cho rằng việc mình đi giải cứu long xuất phát từ tình cảm giang khẳng định không lôi kéo không tổ chức đám đàn em cùng đi giải cứu long mà là do họ tự nguyện đi tuy nhiên hội đồng xét xử nhận định rằng căn cứ vào các chứng cứ tình tiết có trong hồ sơ vụ án và diễn biến khách quan của vụ án có đủ cơ sở khẳng định việc truy tố xét xử các bị cáo về tội danh chống người thi hành công vụ và không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở chữa bệnh là đúng người đúng tội đúng pháp luật tòa đã tuyên phạt các bị cáo mức án tù giam tương xứng với hành vi phạm tội mà họ gây ra. Những cuộc tình đến và đi nhanh chóng. Từ thuở chưa lấy vợ, Long đã nổi tiếng là một kẻ sát gái. Khi lưu lạc quê nhà và trở thành ông chủ Mai Thúy ở Bình Thuận, Long càng chứng tỏ sự phong lưu và đào hoa của mình. Theo tiết lộ của người cha, sau khi bỏ đi một thời gian, Long dẫn theo một cô gái quê ở Cam Ranh Khánh Hòa trở về nhà xin cưới bởi lẽ người vợ đầu không đăng ký kết hôn nên việc cưới vợ mới của long không gặp phải trở ngại gì ông thổ lộ nghe nó bảo yêu thương cô gái này thật lòng nên tôi đồng ý tổ chức đám cưới cho nó còn người vợ cũ thì nó bảo đã lục đục và chia tay từ trước đó nên tôi cũng đành chịu hạnh phúc tự do nó chọn lấy cô vợ này có đăng ký kết hôn đàng hoàng nên tôi cũng an tâm cũng mong từ đây nó sẽ bớt chơi bởi đi sau đám cưới nó bảo về quê vợ làm ăn tôi cũng bằng lòng ai ngờ Thời gian này, Long an phận cùng vợ lao động chân chính mưu sinh. Được mẹ gửi tiền mua cho một căn nhà ở ngay thị xã, Long hạnh phúc cùng gia đình nhỏ khi đón đứa con gái xinh đẹp ra đời. Vậy nhưng, cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng đổ vỡ như lần trước. Một thời gian sau, nghe lời bạn bè rủ dê, Long tiếp tục bỏ lại vợ con để ra Bình Thuận quay lại con đường cũ. Đã có lúc giang hồ ở đây chuyển tai nhau rằng, Long từng vỗ ngực tự hào rằng mình đã quan hệ với hơn 100 chân dài từ Nam Chí Bắc dù chưa kiểm chứng chính xác số lượng những cô gái đã qua tay long nhưng mỗi ngày người ta đều thấy long cặp kè với những bóng hồng khác nhau chính người cha của long cũng phải choáng váng vì điều này bởi mỗi lần về thăm nhà long đều dẫn về mỗi cô gái khác nhau và đó chỉ là số ít trong vô vàn những tình một đêm của y mà thôi lúc ra bình thuận rồi nó vẫn thường đi lại về sài gòn thăm nhà mỗi lần như vậy đều thấy nó dẫn một cô về chơi tôi biết thừa đó là tình nhân của nó nhưng không nói gì Bản tính nó đã như vậy rồi, có nói cũng không thay đổi được gì. Tôi nhầm tính cũng đã hơn chục cô mà nó đưa về nhà rồi, số còn lại thì tôi không biết được. Ông thú nhận. Trong khi nổi tiếng giang hồ đa tình và đào hoa ở Bình Thuận, thì Long lại có thêm người vợ thứ ba ở Sài Gòn. Trong những lần đi về quê nhà, Long nối lại tình cảm với một cô gái quen biết từ trước đây. Lần này không cố bản đám cưới, nhưng Long đã kịp đón vợ mới về nhà khi biết tin cô có thai và đứa con thứ ba của Long ra đời trong tình thương của ông nội. Vì vậy, Long thường xuyên qua lại Sài Gòn hơn để thăm vợ con. Vậy nhưng, khi đứa con này dần cứng cáp, Long đã bị bắt đưa vào trại cai nghiện. Buồn chán, người vợ đã ôm con trở ra Bắc sinh sống và không quay lại nữa, ông buồn rầu nói. Lúc đó, tôi muốn giữ đứa cháu ở lại đây nuôi nấng, nhưng vợ nó nhất định không chịu. Tôi cũng hiểu, vì thằng Long nên con bé mới hành động như thế. Tôi bế ám cháu từ nhỏ nên rất nhớ nó. Nhiều lúc gọi điện bảo con dâu đem cháu vào Sài Gòn chơi vài ngày, nhưng nhà ngoại nhất quyết không cho. Dù có nhiều cháu, nhưng không có đứa cháu nào ở cùng nên tôi rất buồn. Còn thằng Long cứ mải mê với Mai Thúy và những cuộc tình của nó. Và sau bao cuộc tình đến rồi đi nhanh chóng, Long đã chọn bến đỗ cuối cùng cho mình trước khi xả lưới pháp luật. Trên đây là video Long rồng đỏ, ông trùm chịu chơi và đào hoa nhất giới giang hồ. Quý vị hãy để lại cảm nhận của mình về ông trùm này nhé. Video của chúng tôi đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các clip tiếp theo.